Sumi ơi, hôm nay Sumi có muốn đi trà sữa không? Rồi, mẹ sẽ cho Sumi đi uống trà sữa với bố mẹ nhé. Đồng ý không nào? Rồi, đi thôi. Đi, các bạn ơi, hãy cùng đi uống trà sữa với bạn Sumi nhá. Rồi, đi nào, đi đường này con ơi. Rồi. Hãy ấn vào đăng ký và nhận thông báo các bạn nha. Rồi, đến nơi rồi Sumi ơi, xuống nơi. Đến nơi rồi các bạn ạ, bây giờ chúng ta hãy cùng với gia đình của Sumi vào trong quán trà sữa nha. Quán trà sữa này rất chi là đẹp luôn. Được rồi. Đây, cho các bạn nhìn quán trà sữa rất đáng yêu này. Đấy. Này, có rất nhiều lốp xe ở đây được tái sử dụng để làm đồ trang trí luôn. Đấy, rất nhiều hoa treo và đặc biệt là rất nhiều trống trống ở trên nóc luôn. Đấy. Đây là ông chủ quán trà sữa, cũng là bạn của bố mẹ Sumi luôn. Xin chào. Đây, ông chủ này làm trà sữa rất là ngon, đặc biệt luôn các bạn ạ. Đấy. Quán trà sữa ở Bắc Ninh các bạn ạ. Ở ngay gần trường trung cấp May nha các bạn nha. Rồi, đây chúng ta đi vào bên trong quán trà sữa này. Đấy. Đây là để vị trí dành cho các bạn vừa uống trà sữa vừa đọc sách nha. Quán trà sữa được trang trí vẽ rất là nhiều hình đẹp luôn. Đấy. Đây là tên quán trà sữa Saturn nha. Đấy, bạn Sumi và em Bim Bim đã trèo lên đây rồi. Wow, nhiều gấu bông chưa? Sumi ơi, Doraemon kìa. Ui, nhiều gấu bông chưa? Cả đồ chơi nữa. Các bạn cho các bạn viết những cái nốt để lại cho cửa hàng này. Đấy, rất là đẹp, đồ chơi xếp gỗ này. Rồi, bây giờ mẹ sẽ bế Bim Bim nha, cho bố đi gọi nước nha. Sumi trèo lên đi con. Đấy, có cả loại bàn ngồi như này và bàn ghế ngồi như này nữa. Đấy, để cho khách hàng lựa chọn. Bên ngoài thì có cả quầy bar ngoài trời và rất nhiều các bộ bàn ghế ngồi ngoài trời. Buổi tối là đây kín luôn đấy các bạn. Các bạn biết không? Ở đây có cái bảng để cho các khách hàng đến đây viết lại cái nốt mà cuối cùng người ta đã viết kín luôn cái chỗ này luôn rồi. Khách đến đây đông đến nỗi viết kín hết luôn các bạn ạ. Hai bên bảng đều. Đây, cả một cái bảng bên này nữa cũng kín luôn. Đấy, các bạn viết tên các bạn này. Vẽ vời lung tung. Cả các cái bàn này cũng bị các bạn viết kín luôn. Trông có vẻ rất nhiều kỷ niệm của các bạn học trò gần đây. Bim ơi, ê, nhìn thích không? Ê. Ba mẹ con chụp ảnh đi, bố chụp ảnh cho ba mẹ con nha. Sumi ơi, con thích ngồi đâu chụp ảnh nào? Ngồi vào gần chỗ kia đi rồi mẹ ra. Yeah. Con ngồi vào trong chỗ kia đi. Rồi mẹ bé em ra đấy nha. Bạn Sumi đã ăn đây cho mẹ con. Bim Bim ơi, Bim Bim ơi, Bim Bim ơi, Bim ơi, Bim. Đây, cả nhà bạn Sumi đang chụp ảnh kỷ niệm ở đây này. Ơi, có ảnh đẹp rồi. Bim lại nhìn vào rồi kìa. Rồi, bạn Sumi đang bỏ hướng dương ra để cho mẹ ăn này. Bố ăn này. Sumi có ăn hướng dương không? Có ăn không? Có, ừ rồi, mẹ cắn thôi nhá. Con có biết cắn không? À. Mẹ cắn ra không? Mẹ bỏ hạt ra cho con này. Đấy. Rồi. Mẹ cảm ơn con. À. Bạn Sumi không ăn, chỉ mẹ ăn thôi. Chúng ta cho vỏ đây nha. Thôi Mia bỏ ra ít một thôi, không nó không ỉu mất, ăn hết lại bỏ ra. Các bạn ăn với mẹ con Sumi nha.
ở đây có nhạc bạn Sumi đang nhảy này. Sumi có muốn hát không? Ở đây có cả karaoke đấy. Rồi bây giờ nhà bạn Sumi sẽ đi ra bàn uống nước ngoài trời nhá, để chơi. Cứ đi ra ngoài nhé. Rồi đi, chúng ta sẽ ra cái bàn đây ngồi nhá. Bàn này nhá, bàn này là còn có cả bàn à. Đây bàn chỗ này nữa này, rất là đáng yêu luôn đấy. Xung quanh thì có rất là nhiều cây hoa các loại luôn đấy. Rồi các bạn ơi, nhà bạn Sumi đã tìm được chỗ ngồi và đã order đồ uống rồi, bây giờ đang ngồi chơi chờ đồ uống nhá. Bim ơi, Bim đang mải nhìn trong chóng các bạn ạ. Đấy, trong chóng đấy, có gió quay tít luôn. Chóng đẹp không con? Đẹp nhỉ? Đấy, ông chú pha chế từng cốc một luôn các bạn ạ, rất là cẩn thận đấy. Bạn thân của bố mẹ Sumi đấy các bạn. Chào xin. Đấy, Sumi đứng xem chú pha. Sumi ơi, chú gì? Chú Hải, đúng rồi. Sumi rất ít khi về Bắc Ninh, nhưng mà lần nào về là nhà bạn Sumi cũng đều đến đây uống trà sữa hết. Mẹ Sumi có bầu Bim Bim còn nghiện trà sữa ở đây luôn các bạn ạ. Đấy, Bim Bim đang buồn ngủ rồi. Rồi, ông chủ đã xong một cốc Doraemon. Đây, có phải là cốc xanh nhài sữa các bạn ạ. Ơi các bạn ơi, mẹ sẽ mang cốc trà sữa này ra cho Sumi nha. Sumi ơi này, của con này. Em thích không? Ôi bạn Sumi thấp quá, trèo cả lên ghế để uống luôn. Wow. Wow. Trà sữa thế nào con? À ngon ngon ngọt ngọt. Ngon ngon ngọt ngọt. Cho mấy like con? Cho mấy like? À 2 like luôn rồi, ok. Cho 2 like à? 10 like luôn à? Trà sữa chú Hải làm ngon nhỉ? Ồ, 1 đồng tiền. Trà sữa này ngày xưa mẹ Sumi có bầu là nghén luôn. Nghén trà sữa này luôn, rất là thích. Này con, uống đi. Bimi nè, tay nè. Bimi đang ngủ cũng phải cho 1 like luôn à. Đấy, mẹ Sumi lại. Ui giời, hơi dài thế con. Ui, hút sụt rồi. Có hút được chân trâu chưa? Chưa hút được chân trâu à? Rồi, thêm một cốc, cốc này là cốc gì nhỉ? Trà chanh à? Ok, thank you. À, cốc trà chanh của bố Sumi này. Xin mời. Đấy. Bim Bim ngủ mất tiêu rồi. Chỉ còn mỗi mẹ và Sumi uống trà sữa thôi, Bim Bim ngủ mất tiêu rồi. À ừ, bố trà chanh nữa rồi. Sumi ơi. Đấy. Mời các bạn cùng uống nước với cả nhà bạn Sumi nha. Đúng rồi, bận. Ông chủ bận suốt sao đây, lần nào ông chủ cũng bận đông khách. Chả ngồi được một tí gì cả. Sumi đã uống xong nước của nhà chú Hải pha rồi. Chú còn làm cho một túi mang về này đấy. Màu sắc rất là đẹp luôn. Cam đào dâu tây. Sumi có thích dâu tây không? Rồi, con xin nha. Sumi ơi, chào chú rồi đi về nào. Rồi, bye bye chú nhé. Rồi, hẹn gặp lại chú lần sau nha. Các bạn đến Bắc Ninh nhớ ghé quán Sutton để uống trà sữa chú Hải pha rất là ngon nha. Bye bye. Sumi bye bye các bạn nào. Sumi ơi, bye bye các bạn đi. Rồi, hẹn gặp lại các bạn lần sau nha. Bye bye.